một tình yêu trong trái tim sẽ không thể lãng quên dù phải đi đến phương nào. Biết bao ngày đã qua mà ngọc về nguyên vẫn thế, tiếng sao còn thiết tha lòng tôi. À, 5 giờ sáng có những cụ già đi tập dưỡng sinh ở trong sương mù. Bác lao công một đêm đã xông lên xe về nhà tìm giàu giấc ngủ. Hàng vào quán bày ra bán cà phê ăn sáng thơm thơm mùi hủ tiếu và tiêu cây và nóng ấm làm buổi sáng cho ngày hôm nay. Khi cành cây rung nhẹ gió thổi lá chanh qua nhường chỗ cho nắng rơi xuống đường xuyên qua cửa sổ đánh thức những ai đang còn trong chân và bắt đầu một ngày mới trên mọi con đường. Người xe tấp nập, người đi làm, người đi học, tương lai trong tay và trong chiếc cặp. Một màu trắng những tà áo dài, một màu đỏ khăn quàng em mang, và cũng có những người nhiều màu dân chơi thành phố đi bộ lang thang. Tìm một góc thật yên tĩnh để tôi ngắm nhìn toàn cảnh xì tàu, một điếu thuốc và ly cà phê vị đắng ngọt ảo in đậm biết bao. Sẽ không thể lãng quên một tình yêu trong trái tim, sẽ không thể lãng quên dù phải đi đến phương nào. Trong tiềm thức của bất cứ ai thì nơi đẹp nhất là quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên chất chứa biết bao là yêu thương. Những con sông dài chảy dịu dàng như dòng sữa mẹ đang nuôi dưỡng, những cánh đồng xanh cò bay thẳng cánh, những con đường đất cây trái thơm lành, những mảnh vườn. Ai ơi có nhớ tiếng mẹ ru âu ơ giấc trưa giữa bóng dừa, ai ơi có nhớ lúc còn thơ đá bún ngập cùng dưới trời mưa. Nhớ cầu dân ca bà hay hát khi ngồi nấu bánh đón giao thừa, đậm đà hương vị quê hương ngày đó đến giờ lòng tôi vẫn còn vương. Nó mộc mạc và bình dị như lời ca tôi đang viết, cảm ơn quê hương bằng tất cả ngôn từ diễn đạt mà tôi biết. Tôi không nói thành phố của tôi đẹp hơn những nơi khác, nhưng tôi hãnh diện tự hào vì bến Ninh Kiều nơi đây có tượng Bác. Bài hát này tôi còn muốn dành tặng cho những người xa xứ, một lúc nào đó bạn nhớ quê mình thì hãy coi đây là lá thư. Anh sẽ tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng gia tài Bạc Triệu, của cây đầy nhà ruộng đất thì vì nhiêu thôi mà nói chi nhiều. Hỏi người ta đi thì hiểu, nhà to thì anh có một vài căn, nói về gia nhân để anh tính có vài trăm. Xe hơi xe huyết nằm ăn lấp ở ngoài sân, mấy cái đồ quỷ sứ anh chạy được vài lần. Đất nhà anh thì cò bay mà gãy cánh, nên mỗi lần muốn tâm động là phải bay lên mây xanh. Ở trên mây xanh thì đôi khi anh thấy lạnh, đành khoác áo khoác vào ăn luôn vài que kem. Không phải que khoang mà chỉ đơn giản là ngẫu hứng, dân chơi tầm thường mà so với anh thì đâu xứng. Nên xin lòng ganh tị ghen ghét ở sau lưng. Như là một chiếc bến khi ta bước lên sân khấu, vẫn còn tăng xăng chắc khi cầm micro trên sân đấu. Dùng đến nơi để thể hiện thì có chung sai đâu thấy cậu, tuy là hơi chậu nhưng cũng có sao đâu. Cũng như bao đứa trẻ được lớn lên từ vùng nông thôn nghèo, vốn niềm đam mê mãnh liệt là rap khi bật biết là lỡ chữ trong đầu anh cứ tuôn ra như thác đổ. Thì dần hơi nhanh như vậy nhưng lại mới mát cậu, khác nhau ở chỗ là thép nơi thường như đám đông cắm ngọc giống thầm người dám đứng rap trước máy ghi hình hơn 8 ông. Và chẳng là ai khác đó chính là tiếng nhỏ cậu bé miền tây quê hương đất Đồng Tháp, đem nhạc rap như là vũ khí chinh chiến phát hùng mát, và chỉ cần biết và chỉ cần tiếc khi đã hoàn thành được mục tiêu. Và ok, trời thì đang nắng nóng mà ai cũng đắng lòng, thôi con mời cô chú đi về Đồng Tháp vì con đang sống ở quê con. Ruộng đồng thì bao la, có đàn cò bay trong trời lộng gió, dưa hàng dừa cao ta gác chân lên võng rồi cùng nhau mơ về là một giấc mộng to. Ở quê con có trái cây thì bao ngon, xoài thì vàng ươm, mít chín cây thì bao ngọt, ăn vào là thấy mê, có khi quên luôn đường về. À mà quên, còn đầm sen ở sau nhà mang cả câu ra câu đảm bảo là có cá, hái thêm vài bông hoa điên điển cho mẹ nấu canh chua đảm bảo cô chú ăn là ghiền. Yeah. Tới chú, tới chú. Tới chú, tới chú. Thành phố tôi rất trẻ, bạn lắng nghe. Họ hát về mình, mà cũng như họ hát về mình. Thành phố tôi rất là trẻ, mọi người đều trẻ, tôi cũng trẻ, bà cũng trẻ, bà hát đi trẻ. Mọi người cũng trẻ, con này cũng trẻ, con kia cũng trẻ, tất cả thành phố tôi đều trẻ. Yeah, tôi còn. Buổi sáng chú gà gáy ngày tinh mơ, ngó xuống bếp nhà chú mẹ mướp còn đang mơ. Anh vội hai củ quay rồi đi học, chạy một mạch tới trường tiếng cười vui làm bầy tóc. Mẹ ơi cho con 1.000 rưỡi để ăn kem, hôm nay học trễ nên mẹ nhớ đón con ngang. Kiếm hướng gió để trong chóng bay nơi nơi, và đứng lấp ló có bàn ăn bánh cô ơi. Khi thiên ra khơi những câu chuyện con kể lại, ba tôi trần đất, mẹ dạy dầu và kể vai. Nơi đây sương gió lắm bụi chân ngay nhỏ dài, đôi lần vụng trộm sợ bị mắng nên trở khai. Tăng teo mày mau ra đây, tao với mày cùng bắn bi, lấy hộp sữa bò và đôi dép để trắng khi.
chơi trò trốn tìm, sợ bị bắt thì núp đi, chạy tút ra ngoài đồng cỏ một sợi chỉ cho gì vuốt đi. Trong giấc mơ là kỳ, con mơ mình trở về với dòng sông, cong cong con sóng êm lượn vòng, soi mặt người một trời nào mênh mông. Kìa hàng rào xanh đứng bên góc đê, kìa bầy chim non hót vang liễu lo, kìa là thanh tang nắng gió buổi chiều quê yên bình. Con nuốt quê nhà ta sườn bay ở mấy con về trong tay, cả túi bánh với nhạt hay kéo kéo với mạnh nhà, kéo kéo với mạnh nhà, kéo kéo với mạnh nhà. Mạnh nhà đầu tiên con xin chào chú Trấn Thành là diễn viên hài với diện mạo thì rất bảnh. Theo dõi chú trên Facebook từng bài đăng vì con rất hâm mộ người MC thật tài năng. Và những câu nói của chú rất thầm thúy, nói đúng tâm lý, chuẩn một từng lời nói đến suy nghĩ. Cảm ơn ban giám khảo từ chương trình Siêu Tài Năng nhí. Tiếp tục Anyon Haseyo, xin chào cô Harry. Con đã biết cô từ bài Anh Cứ Đi Đi. Cô đến từ nước khác châu Á là Hàn Quốc, cũng như là người Hàn nói tiếng Việt rõ ràng nhất. Gương mặt cô phúc hậu nè, nụ cười cô tỏa sáng, còn xin chúc cô gặp may mắn cả tháng. À là may mắn tháng này, qua tới tháng sau. Cô và chú Trấn Thành là cặp đôi rất hoàn hảo. Hay trời, nhiều dáng. Tiếp tục xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Giu Lê. Sở hữu nét đẹp ai nhìn vào cũng siêu mê. Lịch lãm với phong cách rất điềm tĩnh, cùng gu thời trang hiện đại và cá tính. Cô là người mà con rất ngưỡng mộ, nên con sẽ trân trọng và mãi mãi ủng hộ. Tiếp theo Là ai? Chính là chú Ali Hoàng Dương, là quán quân của chương trình Năm Nàng Nổi Tiếng. Ca sĩ phải nói là rất tuyệt. Ở nhà bật tivi con coi miết, nên mà nhắc tới chú thì chắc con phải biết. Con chúc chú ngày càng bảnh trai, có thêm nhiều show và nhiều fan cùng sánh vai. Chưa hết. Và đây là tiếng nhỏ. Tiếng nhỏ. Con nhỏ mà có vỏ. Đương rap freestyle nói ngay là làm ngay. Hay quá. Người ta nói con làm được ngay. Mà người không nói con cũng làm được luôn. Mặt của con thì giống như cái chung. Hộp sữa. Và đây là hộp sữa cacao và lúa mạch, một thương hiệu đến từ Úc có tên là Demon, giúp trẻ em tăng trí nhớ và tốt cho học hành. Ngoài ra còn tăng chiều cao, mấy anh chị mua uống nhanh. Đồng hồ. Trên tay chú là một cái đồng hồ, nó cho chú biết giờ đi làm, giờ đi ngủ và cả giờ làm chồng cô. Tất nhiên khi đeo lên người với quần áo phải đồng bộ, và giá trị cũng thể hiện ai là người đông xô. Đôi giày. Dơ. Và đây là một đôi giày cao gót, khi mang vào lòng quý cô thêm cao ngót. Bao nhiêu tiền thì mấy cô cũng bao mót, chỉ cần được sở hữu một đôi giày của sao hút. Con giỏi thì con ráp luôn tờ giấy. Đây là một tờ giấy dùng cây bút để viết lại, cũng là thứ song hành dùng cây viết để viết bài. Có tờ, có dòng, có ô, có tờ giấy trắng tinh như sổ số chưa có luôn.
show. Dây chuyền, dây chuyền, dây chuyền, dây chuyền, làm bằng vàng, bằng bạc hay bạch kim, là trang sức xa xỉ và đắt tiền. Tặng người yêu chắc chắn là ắt ghiền, khi mà đeo lên người thì rất dễ là bắt chuyện. Hoặc quay chung, đứng chỗ nào thì mấy ổng cũng quay chúng. Còn ở trên cần cẩu được gọi là máy bum. Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng hoa, đôi lời thăm hỏi đường đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối có mộng mà chỉ hoàng lùi, xin người chỉ giúp giùm cho ai 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 ta xin tự giới thiệu, ta là tiểu tử của đất miền Tây, đang lên đường trên kinh lân ký thì vô tình lại vào chốn thiên này, cảnh đẹp hữu tình làm nên thơ văn phong ca từ ghi lên vở, đâu phải nơi đâu cũng được tĩnh lặng để thỏ hồn cùng dòng suối chơi bên bờ. Tiểu tử thích chơi nhạc nè, tiểu tử lên sân khấu nè, tiểu tử rap cho nghe nè, tiểu tử không còn bé nha. Và khi ta cất lời rap thì mọi người sẽ cùng hò reo, tiếp thêm sức ở trên con đường để đam mê tiếp tục mà theo. Nhưng mà lỡ đây là mơ thì sao, ta nghe thấy ai gọi thức dậy mau, cũng không muốn từ bỏ như con cáo phải bỏ chùm nho. Mơ quá xa quên luôn cả đường, thì xin người chỉ giúp giùm cho, thì xin người chỉ giúp giùm cho. Giúp kìa. Hay quá. Ta chìm vào trong giấc ngủ chưa, giấc mơ đưa ta về với một ký ức. Trong tiềm thức ta thấy được cánh đồng, thấy dòng sông xanh giữa bầu trời nắng cực. Không gian thơ mộng như trong chỉ còn tích, nơi đã từng là cả vùng trời của tuổi thơ, nơi nuôi ta lớn, nơi dạy ta khôn, nơi có vui buồn, vượt giờ đây là nỗi nhớ. Thời gian cứ trôi rồi chuyện ai cũng phải lớn, ta kia vẫn nở cùng như tôi không thể quên. Ngày tháng thăng tiên một thời chẳng thể về nữa, nhưng cơn ước khi con khóc vẫn có mẹ bồng bế lên. Thấy hình ảnh của đám bạn cùng bắn bi, thấy cánh diều bay mang theo những hy vọng. Nghe tiếng chuông chùa văng vẳng ở bên tai, bất chợt tỉnh giấc khi lòng hổ hoài mong. Chưa bao giờ em về, một tiếng chuông chùa. Để xem ai đang đứng trước thảo mì, rap là dành cho anh còn em nên về nghe bảo thì. Muốn bước vào vòng trong em nên suy nghĩ kỹ, bởi vì trước mặt em là top 10 siêu tài năng nhí. Tiếng nhỏ là thử thách mà em phải vượt qua, anh tự hào vì điều đó vì anh đã vượt xa. Nhưng mà anh là nam nhi nên cũng cho em cơ hội, cố gắng vượt qua anh để đến gần giấc mơ thôi. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, giờ thì nghe em rap tiếp nè. Yeah, yeah. Đưa cho em cây mai, không cần phải giới thiệu thì em cũng biết anh là ai. Là con gái thích chơi nhạc rap thì có gì sai đâu với ai, chứ tiếng nhỏ thì em không ngại. Siêu tài năng rap để mùa này em thay thế, anh cũng hay ghê á, mà sao cứ hay chê. Muốn mở trên ghế để cho em thêm cơ hội, ngồi dưới đó mới là giám khảo. Chắc anh đã quên rồi, chắc anh đã quên rồi. Ngồi dưới đó mới là giám khảo, còn anh chỉ là thử thách của em thôi. Sao mà anh quên được, mà tới anh rap nè. Mời anh. Anh thấy em cũng khá là bình tĩnh, tiếp theo trận đấu thì anh không rõ được tình hình. Nhưng hãy lấy có tự tin khi bên trong em đang sợ, bởi vì có đôi lúc nỗi sợ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ. Và phần thưởng nó chỉ xứng đáng được trao cho người đúng mạnh để thắng. Em hãy cứ làm hơn cả khả năng phá vỡ mọi giới hạn. Bản thân đánh bại lời phán xét của anh để trở thành siêu tài năng. Và đây là cơ hội anh chúc em gặp may mắn. Ôi trời, anh chúc em gặp may mắn. Giờ thì xem tài năng thật sự của em nè. Anh đang chờ đợi đó. Đây không phải là mơ, em đang sống trong hiện tại. Chẳng có gì là đáng sợ khi thấy rõ được tương lai. Luyện tập hàng ngày trở thành chiến binh bất bại, phần thưởng luôn trước đây và không có chỗ cho thất bại. Và đừng xem thất bại là điều lớn lao,
đập lên nó và bước tiếp thì Kỳ làm ta lớn màu. Mở to đôi mắt ngắm cuộc đời này thật đẹp, dù họ chen nhau vô một chỗ thật chật hẹp. Khi nhạc đáp là liều vaccine để miễn nhiễm những lời phán xét, thì em là người từ sớm đã tiêm thứ âm nhạc này cho sự chi ghét không có cơ hội làm em ngã nghiêng qua bao lời rap cũng đã thể hiện. Thì ai là người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến? Rap tiếp vì con biết cũng chưa hết, vì em còn nhiều từ ngữ và đạo cũng chưa mệt. Vì lời rap của em đơn giản nên sẽ có nhiều người hiểu. Ủa mà sao mi càng rap thì càng hiểu ra được nhiều điều. Em làm tốt lắm. Anh chúc em sẽ được vào vòng trong top 10 siêu tài năng nhí. Cảm ơn anh tí nhỏ. Đường con đi học băng qua nhiều lối quanh co, băng qua cánh đồng nhỏ, băng qua tim một chuyến đò. Quê hương buổi sáng yên bình, từng cánh cò bay trong gió. Con thường nhìn lên bầu trời xanh rồi thả ước mơ vào trong đó. Ở trong chiếc cặp nhỏ, tập sách mới còn thơm tho. Mẹ lo cho con tất cả, lo luôn từng bữa cơm no. Có hai cái bánh lá dừa, mẹ gói theo ngoài ngăn viết. Một cái cho con ăn, một cái cho thằng bạn thân thiết. Chiếc xe đạp cũ trên đường đất chạy bon bon. Vài em bé nhỏ ba mẹ dắt tay bước lon ton. Mặt trời vừa dần lên cao, nhuộm những cánh đồng rực rỡ. Ôi tuổi thơ là những tháng ngày con sẽ nhớ hoài trong giấc mơ. À ý a, à ý a, ngâm nga về ba câu hát mà con mới vừa nghĩ ra. Lũ bạn hay chọc ghẹo, thằng tèo lớn làm ca sĩ nhưng con không muốn vô trưởng.